Nam em tuyên bố muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng, phản ứng của đối phương ra sao mà ai cũng sốt. Ngoại hình xứng đôi, cả hai đều có tài năng nghệ thuật và kết hợp ăn ý từ phim ảnh đến MV. Đó là lý do nam em Bạch Công Khanh được khán giả liên tục đẩy thuyền. Mới đây nhất, nam em còn bất ngờ cho biết Bạch Công Khanh là người mà cô muốn lấy làm chồng. Cụ thể, trong buổi trò chuyện với truyền thông, nam em đã nhắc đến mối quan hệ với Bạch Công Khanh và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Đáng nói hơn, người đẹp còn thẳng thắn thừa nhận Bạch Công Khanh là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của cô. Thậm chí, cô nàng còn mong muốn nam diễn viên duyên kiếp làm chồng của mình. Nam em chia sẻ, nếu sau này có lấy chồng, em muốn làm vợ anh Bạch Công Khanh. Mọi người đều thích thú khi nam em tiết lộ muốn làm vợ Bạch Công Khanh. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1996 còn kể lại phản ứng của cậu Hai Lương khi nghe được câu nói cô muốn lấy anh làm chồng. Nam em dí dỏm tâm sự, biết chứ anh ấy chỉ cười và hỏi em đang say hả? Tưởng rằng em đang giỡn, nhưng đó là lời nói thật lòng. Nếu kiếm một người đàn ông làm chồng thì em rất muốn người ấy là Bạch Công Khanh. Được biết, nam em và Bạch Công Khanh từng hợp tác trong phim Nhà Không Bán và dần trở nên thân thiết. Cặp đôi còn nhiều lần cùng nhau đi diễn ở các địa điểm âm nhạc. Những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào của cả hai khiến khán giả liên tục đẩy thuyền. Mới đây, trong đêm nhạc Hoa Nở Không Màu, nam em còn bất ngờ tổ chức sinh nhật cho nam đồng nghiệp khiến anh vô cùng xúc động. Tại đây, người đẹp cũng hé lộ mong muốn kết hôn. Cô nói, em bắt đầu có những cảm xúc thay đổi giống như mình trở thành một người phụ nữ chứ không còn tăng động như trước. Tới một giai đoạn nào đó, tự nhiên mình muốn lập gia đình, muốn có con. Từ nhỏ, em đã không có một gia đình trọn vẹn nên giờ em muốn theo đuổi hạnh phúc. Ngày xưa, em từng chạy trốn vì đã thấy ba mẹ đổ vỡ một lần rồi. Mình không muốn lặp lại hình ảnh đó trong tương lai nữa. Nhưng sau đó, nam em mới nhận ra rằng khi mình không có được hạnh phúc gia đình từ nhỏ thì lớn lên mình phải học cách xây dựng hạnh phúc gia đình của riêng mình. Em sẽ dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn, mặc dù em chưa biết chồng tương lai của mình là ai. Về phía Bạch Công Khanh, mặc dù được khán giả hợp tác, song nam ca sĩ phủ nhận tin đồn hẹn hò với nam em. Anh từng chia sẻ với truyền thông rằng, đã gọi là tin đồn thì với Khanh nó gần như không chính xác. Trên mạng thì biết bao nhiêu là tin tức được thêu dệt lên, đôi khi chính của chủ còn không biết là đang nói mình. Nhưng Khanh cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Khanh và những đồng nghiệp. Có thể thấy, nam em và Bạch Công Khanh là những người đồng nghiệp thân thiết và rất ăn ý khi biểu diễn chung. Dù phủ nhận nghi vấn hẹn hò, nhưng cặp đôi vẫn được nhiều khán giả yêu thích và tích cực đẩy thuyền. Bạch Công Khanh sinh năm 1990, xuất thân trong gia đình không ai theo nghệ thuật. Nhưng ngay từ nhỏ, anh chàng đã bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc và khẳng định bản thân ở nhiều cuộc thi. Năm 2009, anh tham gia cuộc thi Tiếng Ca Học Đường và chính thức bước vào làng giải trí Việt Nam. Sau khi rời khỏi cuộc thi, anh được mời vào vai Duy Lâm trong bộ phim Thứ Ba Học Trò và để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Vốn xuất thân với vai trò ca sĩ, nhưng con đường cầm ca của nam ca sĩ sinh năm 1990 lại gặp nhiều trắc trở. Xuất sắc giành ngôi vị quán quân Gương Mặt Thân Quen 2016, nhưng Bạch Công Khanh lại chịu nhiều nỗi hoàm oan khi bị nghi ngờ mua giải. Được khán giả ưu ái, nâng đỡ là con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh. Gác lại những ồn ào, nam ca sĩ vẫn rất biết ơn cuộc thi đã đưa anh đến gần hơn với khán giả. Không thể phủ nhận rằng nhờ có Gương Mặt Thân Quen mà tôi được nâng tầm giá trị bản thân. Trước đó, người ta chỉ coi tôi là một sinh viên đi hát, một ca sĩ tên bình thường. Nhưng khi đạt giải quán quân thì mọi thứ đều thay đổi, có danh hiệu, cảm giác là mình có đẳng cấp hơn, bước lên một tầm mới so với quá khứ. Các tê cũng khác nhiều hơn khi tham gia bất cứ chương trình nào. So với thời điểm đi hát, hiện tại Bạch Công Khanh tạo được ấn tượng mạnh mẽ hơn hẳn ở vai trò diễn viên. Dù sở hữu khả năng diễn xuất ấn tượng và cân được mọi dạng vai, nhưng Khanh lại thành công rực rỡ khi hóa thân vào các vai chàng khờ. Trước đây, bóp mặt trong hai bộ phim đình đám là Tiếng Sét Trong Mưa và Ngày Em Đến, anh chàng được khán giả hết lời khen ngợi bởi lối diễn xuất ngây ngô, dí dỏm và vô cùng chân thực.